điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao. Giờ đây du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Nắm bắt được xu hướng này, tại Nghệ An có một thương hiệu chuyên cung cấp các thông tin và vận chuyển khách du lịch bằng loại hình phương tiện ô tô chất lượng cao chuẩn bị ra mắt và đi vào hoạt động. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Anh Pháp. Qua phân tích thực tế, vấn đề vận tải khách du lịch tại Nghệ An hiện nay đang còn nhỏ lẻ, không đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân một cách tiện lợi nhất. Để giải quyết cho vấn đề trên, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Anh Pháp đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để quyết định đầu tư nhằm cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Anh Pháp đã đầu tư mua sắm 18 xe ô tô với các dòng xe cao cấp thế hệ mới từ 35 đến 45 chỗ ngồi, được trang bị tiện nghi sang trọng cao cấp. Ngoài chất lượng phương tiện hiện đại, đội ngũ lái xe cũng được tuyển chọn và đào tạo bài bản chuyên nghiệp, đặt trách nhiệm an toàn lên hàng đầu. Tinh thần phục vụ khách hàng tận tâm, nhiệt tình, nhanh nhẹn sẽ mang tới cho quý khách những trải nghiệm mới mẻ và đặc sắc để khám phá các địa danh, điểm du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ cung cấp tới quý khách những dịch vụ hỗ trợ thương mại một cách chuyên nghiệp nhất. Tất cả mọi câu hỏi về du lịch và dịch vụ liên quan, chỉ cần quý khách bàn bạc trao đổi với chúng tôi sẽ xây dựng các chương trình hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin giúp khách hàng để tìm được những chuyến xe khuyến mãi với giá ưu đãi, giao dịch tận nơi, online hoặc qua chuyển khoản ngân hàng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian đi lại. Với định hướng kinh doanh là trở thành một đối tác có giá trị và đáng tin cậy của mọi khách hàng, chúng tôi không ngừng tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước xây dựng quy trình kinh doanh chuyên nghiệp hiện đại để đem đến sự tiện lợi, hài lòng và giá cả cạnh tranh cho khách hàng trong mọi chuyến đi. Đặc biệt với mô hình dịch vụ trang trại kiểu mới, cung cấp đầy đủ từ đi lại, ăn ở đến tham quan nghỉ dưỡng, do đó quý khách hoàn toàn có được sự trải nghiệm thú vị. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch Anh Pháp được đặt tại trụ sở tầng 2, phòng 207, tòa nhà Mai Linh, đường Đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Với phương châm đồng hành cùng lớn mạnh với tất cả dịch vụ cạnh tranh, chúng tôi rất hân hạnh được trở thành đối tác lâu dài của quý khách. Để ra mắt dòng dịch vụ du lịch mới, công ty chúng tôi tổ chức đêm ca nhạc khai trương vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại địa điểm sân vận động huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Với quy mô hoành tráng, đêm nhạc quy tụ dàn ca sĩ nổi tiếng được mọi người yêu thích như Quỳnh Như, các ca sĩ trong tỉnh, các nhóm nhảy vũ đoàn nổi tiếng. Đặc biệt với sự xuất hiện của nam ca sĩ Duy Mạnh sẽ mang đến cho quý vị một đêm nhạc đầy ấn tượng.